Còn cái chuyện này ví dụ như kết hôn người nước ngoài ấy, cái đó thì mình có thể mình bàn tán lại, mình có nghĩa là mình sum họp gia đình rồi mình bàn lại, yêu cầu con về nhà đi, con nghe cái lời cái tin này, thì cái chuyện gia đình thì cái chuyện đó chuyện sau mà con ơi, con đừng làm vậy. Dạ rồi, em xin phép chào hai anh trai nhé. Hai anh trai có thể giới thiệu hai anh trai tên là gì và đến từ đâu? Tên Tên Ngô Minh Phước, ở ở Hòa ấp Hiệp Hòa Hiệp xã xã Lai Lai Hòa, Hòa, huyện huyện Nhân Châu, tỉnh Châu, Sóc tỉnh Sóc Trăng. Rồi bây giờ giới thiệu từng người trước đi ha. Rồi anh trai tên gì? Phước, Anh Ngô Minh Phước. Phước. Anh đến từ Sóc Trăng. Còn anh? Anh Lý Bùi Hế đến từ Sóc Trăng luôn. Mình là Bạn người thân, mình là người 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 dân người tộc Hoa. à, người Hoa ha. Dạ. Hôm nay hai anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ, giúp tìm đỡ con. giùm tìm con Ai là cha? đây, À, Ngô Ngô là Minh cha, Phước. tôi là cha. Vậy rồi em xin phép chuyện trò với anh trước ha. Rồi là anh về đây là anh nhờ tìm con. Anh có thể chia sẻ câu chuyện là con gái anh tên là gì và vì sao bỏ đi? Xin phép mời anh. Con mình tên là Con gì? tên Ngô Ngô Thị Viền Trang, Dạ. mà nó đi Anh bỏ nói lớn nhà, lên giúp em nào. nó đi bỏ nhà 4 giờ, 2 giờ, 2 giờ khuya thì nó gõ mạng mạng mà xin việc làm đó, mà lương cao đó, Trời đất nó nghe ơi. lời theo người ta, nó chạy theo người ta, ta chở dụ dỗ nó còn đêm 2 giờ đêm nó đi theo. Con anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 19 tuổi vậy, Bỏ đi là bỏ đi tại ở Sóc Trăng hay ở đâu? tại ở Bà Hiệp, Bà Hiệp là ở Sóc đâu? Trăng, Ở Sóc Bà Hiệp, Trăng Sóc đúng không ạ? Trăng, Sóc Trăng. Gia đình anh có mấy thành viên? 2 thành viên, Ủa, có anh với con gái anh thôi hả? có con Hai trai vợ với con, chồng hai với vợ hai đứa chồng có con. 2 đứa con. Trước khi bỏ đi thì con gái anh làm công việc gì? Con gái giùm giúp giúp việc nhà gì đó, Tức là con gái anh chưa có phụ việc giúp, làm, ở phụ nhà giúp gia đình, phụ giúp gia đình, làm phụ giúp gia đình. tính cho nó đi học ngày mà nó chưa đi học ngày. Đi là lúc đi là 2 giờ khuya hả anh? Dạ Có dạ đem theo thứ gì đi không ạ? thì đi theo lấy Ba cọng dây lô, chuyền, với quần áo, ở với tiền tiền cái đô, điện thoại, cái tiền điện đô. thoại 2 cái, Tiền đô nhiều không anh? tiền đô rồi chồng nó gửi cho 300 đô, rồi tiền nó còn dư 200 đô, Ủa là bé này ở là với cọng dây chuyền, bé này là có với gia đình có bằng chồng rồi ạ? có chồng rồi, Có chồng kết hôn. kết hôn rồi, người nước ngoài á, Là chồng hôm nay có về đây không ạ? chồng về bây giờ đi Mỹ có mấy Làm tháng giấy rồi, tờ. làm giấy tờ Cưới lâu chưa anh trai? cưới mấy tháng rồi, 2 tháng, 3 tháng gì hai đó. hai tháng 3 tháng Là cưới là lúc cưới ở đâu? Ở Việt Nam hay ở cưới ở đâu? Việt Nam, Cưới xong là con rể của anh là về về đâu? Về nước cưới nào? về nước Mỹ, Về Mỹ. Là còn bỏ lại vợ ở quê. và ở quê À, lý do gì sao vợ chưa đi, vợ ông đi theo cùng? và chưa làm thủ tục, À, chưa được làm thủ tục xong. thủ tục xong và bởi làm thủ tục rồi mới Vậy là đang chờ, con gái của anh đang chờ để làm thủ tục để qua Mỹ. Vậy là trong cái thời gian chờ đợi thì con gái nhà mình có lên mạng xã hội lên để mạng xin việc làm. xin việc làm Mình làm cái giấy tờ qua Mỹ đó lâu không anh trai? cỡ mấy tháng rồi, Đang làm mấy đang tháng rồi? làm Sắp xong chưa? cũng sắp xong rồi. Sao mình không khuyên con là cứ ở nhà phụ giúp việc làm xong rồi qua bên chồng luôn. Thì lúc trước thì nó ở nhà bên ngoại nó, ở bên ngoại nó, rồi cái buổi chiều đó nó lấy quần áo nó gom về, mình tưởng đâu nó đi đi về nhà ở luôn rồi, về trong nhà mà ở luôn rồi, nó lấy quần áo nhà ông ngoại rồi cái nó đem về, mình cha mẹ mình tưởng con nó đi về nhà rồi, ở về con nó đi giấc khuya thì cha mẹ ngủ rồi, đâu Thì có hai biết giờ con nó kia vậy không đâu, cho. Anh trai cho em xin phép được hỏi là cái cuộc tình mà con gái nhà mình với lại con rể của anh ở bên Mỹ á, là tự quen hay là ai làm mai mối gì không? thì có người cô làm mai, cô ruột mà nó cũng đồng ý nó đi Cô làm ruột mà. là cô ruột hiện tại đang sinh sống tại Mỹ là kết nối làm mai với gia đình nhà mình đúng không ạ? Và con rể của anh hiện tại là bao nhiêu tuổi? Con rể 43 tuổi. Còn con gái nhà mình 19 tuổi.
Hai người có tự nguyện không? Con gái nhà mình có tự nguyện thương không? Có tự nguyện thương mà hồi trước cưới á. Mà... hồi trước cưới là trước khi người ta vô đính hôn là vô hỏi ưng rồi nó ưng đồng ý, đồng ý. Cái này có tác động của ba mẹ hay là của bà cô không? Không có tác động ba mẹ. Mình có đồng ý làm lễ kết hôn, đăng ký ra là giấy kết hôn, đồng ý. Em hỏi thật lòng nhá, là gia đình nhà mình, ba mẹ cho tới anh em, bà con, dòng họ có ai ép buộc hay là tác động gì cho bé lấy thanh niên này không? Không, không. Nó tự nó tự nguyện không ạ? Ừ, ba mẹ ý là người ta vô, vô cô giới thiệu là hỏi nó ưng không, nó ưng, đồng ý. Đồng ý đám cưới. Giới thiệu cho hai người làm quen được lâu không thì dẫn tới hôn nhân? Cũng vài tháng rồi. Vài tháng? Vậy là cái con rể của anh đã ở từ bên Mỹ là bay về Việt Nam, ở nhà mình vài tháng hay như thế nào? Ở đây bay về Việt Nam được một tháng làm đám cưới. Vậy trước đó là mình gọi điện qua Viber hả? Hay WeChat hả? Hay sao? Hay là nhắn tin Zalo? Mình có người cô. Người cô điện qua giới thiệu. Giới thiệu. Em biết là như vậy rồi, nhưng mà hai người á, tức là con rể và con gái nhà mình á, thường thường liên lạc bằng cái gì? Bằng Zalo, bằng Facebook. Facebook à? Nhắn tin tán tỉnh yêu đương ở trên đấy. Đúng không ạ? Và sau đấy thì con gái nhà mình đồng ý. Thì con rể với từ Mỹ bay về. Bay về làm. Về và ở một tháng. Kết hôn. Mình làm đám cưới lớn không ạ? Làm đám cưới cũng lớn, lớn. Mời hai mấy mâm, hai mấy mâm là to rồi. Ta đưa dâu xe du lịch gì không? Rồi sau này chồng về bên nước Mỹ chứ con gái vợ có đưa qua bên sân bay đưa chồng về qua Mỹ nữa. Gọi là tiễn chồng. Tiễn chồng qua Mỹ. Rồi đồng ý hết trơn, sau một thời gian sau con gái tìm buồn nhà tìm kiếm lên mạng gõ nghe theo lời bạn bè hay là sao á. Trong cái thời gian mà ở nhà. Đúng rồi, trong thời gian ở thì con rể có gửi tiền về để cho con gái của mình xài không? Có chuyển khoản nữa. Có đủ mà. Để chi tiêu không? Có. Cha mẹ cho tiền dư giả nó xài không hết nữa. Ồ. Rồi con rể ở bển có chuyển khoản qua cho tiền đi học nghề nữa. Học nghề gì ạ? Học nghề làm móng á, đang đi làm neo. Làm neo. Làm neo mà qua bên Mỹ làm thì hái ra tiền. Đúng rồi. Ý là cho gửi tiền cho Việt Nam đi học ở Việt Nam. Dạ. Thì sang qua Mỹ thì đi làm neo đặng. Có gửi tiền cho trước mà. Gửi cho đi học hết một lần rồi. Cụ thể là bỏ đi ngày nào? Anh trai. Bỏ đi 24 tháng 12 âm lịch. 24 tháng 12, hôm nay là ngày mùng 2 rồi, tháng 1 năm 2024 rồi. 7-8 ngày. Trước đó thì con gái nhà mình có dấu hiệu gì bất thường không? Thì lúc trước đó thì nó nghe theo bạn bè, nó nói là nó muốn đi làm gì ở nhà nó chán quá, nó muốn đi làm công kiếm công việc làm lương cao đó, nghe nó gõ đi việc nhà lương cao ở gõ là nguyên cao đó tùm lum á. Rồi nhầm khi kết bạn điện tâm sự bạn này bạn kia rồi nghe theo lời bạn bè rồi có hay điện thoại cho các bạn khác giới không? Có bao giờ anh nghe thấy con gái nhà mình nói không, chuyện với bạn trai không? Không. Bây giờ anh đang lo sợ nhất điều gì? Sợ nó dụ dỗ. Bị ta dụ dỗ đi. Trước giờ con gái có bỏ đi như vậy bao giờ không? Không có bỏ đi. Nghe lời cha con mẹ. Con gái này không có đi Sài Gòn lần nào hết chứ. Chỉ có lần đưa tiễn chồng về Mỹ có qua sân bay. Vậy là lần này đi đó thì đi theo đoàn cha mẹ bao xe lên. Lần này đi, lần này đi con gái có để lại thư từ hoặc là nhắn tin gì với cho cha mẹ không? 8 ngày trời không liên lạc được luôn. Liên lạc được. Liên lạc mà chỉ có ban đêm 10 giờ. 10 giờ mới liên lạc được. Cái chuyện ban ngày gọi thì điện thoại gọi vô nhưng mà không nghe máy. Cái câu chuyện này thì gia đình nhà mình đã báo tin cho con rể bên Mỹ biết chưa? Chưa được báo. Sao thế? Đang hồi hộp bây giờ đang tìm kiếm, con. Tìm kiếm thử coi nó gặp thì cho về, kêu về. Sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an ở nơi mình sinh sống chưa anh trai? Chưa. Ồ sao thế? Về mình trình báo cơ quan chức năng đi nha. Mình cứ tuân thủ theo luật pháp đi. Lỡ hôm nay con nhà mình có chuyện gì rồi sao? Nha. Đang nghi bị người ta dụ dỗ cái trường hợp 10 giờ đêm ấy, cái gọi đó là nó chỉ mình nói con đi đâu, xin địa chỉ thì nó đang ở chỗ đó, tạm trú chỗ đó không có địa chỉ. Bây giờ mình đang nghi hồi hộp và kiếm nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải để tìm kiếm giùm. Nếu mà đúng cái trường hợp mà như hai anh chia sẻ rằng con gái nhà mình lên trang mạng xã hội để tìm việc nhẹ lương cao á. Thì
có thể tới giờ phút này thì con nhà mình đã bị sập bẫy. Nhưng mà chưa hẳn đã là cái lý do đấy, sợ rằng cái lý do khác, có thể một số lý do mà em không tiện nói ra ở đây. Dạ. Trên cái video này này, bản thân anh là một người cha này, anh lo sợ con gái gặp điều gì nhất, và anh có những cái tâm sự, những cái nỗi lòng gì thì anh nhắn nhủ với con, tâm sự với con đi để con nghe được, con xem được, để con sớm quay trở về. Vậy đó. Con nói tiếng Khmer đi, được không? Mà mẹ bệnh rồi con về thăm mẹ đi. Mẹ nhớ con quá, nhớ con tới bệnh rồi, gọi con nghe máy mà con không có nói địa chỉ, rồi bà đang bệnh hồi hộp không ăn không uống, bây giờ dẫn đi nằm viện. Nếu cái trường hợp ban ngày con không nghe máy, chỉ có ban đêm thôi. Nghi con á, người ta không cho nghe máy gì. Rồi đang nghi con á, rồi hỏi địa chỉ, con 20 tuổi rồi, hỏi địa chỉ, con cũng biết chữ, học lớp lớp 10, 11 rồi mà 12, con biết chữ mà 12 mà con sao nói chỗ ở mà không có địa chỉ, không có số nhà. Vì đang nghi, tại vì bây giờ ngồi mạng xã hội dụ dỗ con đi chuột tiền rồi đánh đập ra rất là nhiều người rất lắm. Phức tạp, đúng không? Ra bên này đang nghi mới nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải dùng tìm kiếm gồm sợ dụ dỗ điều nhất, thứ nhất, thứ hai là sợ con đi người ta đánh đập rồi người ta điện cho con chuột về, ba chuột về, bây giờ ba mẹ dưới quê đó không có tiền bạc gì hết trơn, sao có tiền để chuột con về, rồi không có tiền chuột con về thì con bị đánh đập tổn thương nhiều lắm. Nếu cái trường hợp mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm ra thông tin và tìm được con gái nhà mình, và con gái nhà mình nói rằng là gia đình cũng như là sự tác động lên con gái mới chấp nhận lấy chồng bên Mỹ, nhưng mà tới giờ phút này thì con gái không muốn lấy chồng bên Mỹ và muốn có cuộc sống tự do, thì lúc đó thì gia đình nhà mình có cách, có hướng gì không? Có. Mình thì đúng như là có cách. Có cách, có cách. Có cách. Thì mình có đồng, mình có chiều theo ý của con không? Chiều theo ý của con. Yêu cầu con về về sum họp gia đình rồi cái chuyện đó thì cha mẹ với con cái bàn tính sao? Cha mẹ con cái với ông bà ngoại mình tính sao? Yêu cầu con về tới gia đình là cái đó là an toàn, an tâm được 90%. Còn cái chuyện gia đình của con thì cho mẹ con về hết bệnh người trong bệnh viện về đi. Con với mẹ con với cha con bình thường lấy lại sức khỏe rồi cái chuyện gia đình hôn nhân thì tính sao? Còn cái chuyện này ví dụ như kết hôn người nước ngoài ấy, cái đó thì mình có thể mình bàn tán lại. Mình có nghĩa là mình sum họp gia đình rồi mình bàn lại. Yêu cầu con về nhà đi, con nghe cái lời cái tên này. Thì cái chuyện gia đình thì cái chuyện đó chuyện sao mà con ơi, con đừng làm vậy. Ở bên ngoài con gái nhà mình có đẹp như trong hình không ạ? Đẹp gì đó. Chính vì cái sự nhan sắc rất là xinh xắn, đúng không ạ? Nên rất sợ rằng có thể tới giờ phút này con nhà mình sập bẫy các đối tượng xấu. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Anh trai có biết công việc nhạy cảm là gì không? Đúng rồi, nhạy cảm. Anh có biết không ạ? Anh có sợ rằng con gái nhà mình bị những đối tượng xấu dụ dỗ đưa vào lỗ, ép buộc làm những công việc nhạy cảm, công việc vi phạm pháp luật không? Anh có sợ không? Sợ, sợ. Anh biết công việc nhạy cảm là gì không? Biết không? Biết. Là gì? Sợ bắt, sợ mà dụng dỗ. Dạ, biết chứ. Là mại dâm gì? Đúng rồi. Dâm hay vô vào cái xì ke mắc cái bệnh. Xì ke thì không có đâu. Nhưng mà sợ rằng là những cái đối tượng xấu có thể là dụ dỗ, cám dỗ, ép buộc con gái nhà mình làm những công việc nhạy cảm. Đó là quán cà phê ôm, cà phê chòi, karaoke, kích dục. Và thậm chí là bắt là làm gái. Đó là những câu chuyện có thật mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều về các trường hợp thiếu nữ, cũng giống như là các thanh niên tuổi đời đã trưởng thành sập bẫy của các đối tượng. Hy vọng rằng cái câu chuyện của gia đình nhà mình thì con gái nhà mình sẽ bình an, khỏe mạnh, không gặp những trường hợp đấy ha. Hy vọng con gái đang ở đâu đó đang ham vui, hoặc có thể là giận gia đình, hoặc giận một cái điều gì đấy mà bỏ đi mấy ngày trong nguôi ngoai. Hy vọng một ngày gần nhất thì con gái sẽ quay trở về một cách bình an nhất. Đúng rồi, dạ đúng rồi, cũng mong như vậy luôn. Cũng mong vậy. Hy vọng bé gái xem được video này thấy ba cũng như là chú hàng xóm lặn lội rất là xa ở một tỉnh gọi là miền Tây, đi hàng trăm cây số đúng không ạ? Từ đấy là mấy trăm cây? 300-400 cây. Lại tới Bình Dương là gần 370-380. Gần 400 cây số. Đúng rồi. Một quãng đường rất xa xôi. Để về đây đi tìm bé thì hy vọng rằng bé đang ở đâu đó, hãy suy nghĩ lại, hãy thương cha thương mẹ, đặc biệt là hiện tại mẹ bây giờ mẹ đang bệnh, rất là không có ai nuôi bệnh nữa. Nên hy vọng bé hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ lại để về với gia đình, bởi vì không có ai tốt bằng gia đình. Còn nếu như cái chuyện hôn nhân
bé nếu mà cảm thấy tới giờ phút này mà không thích hoặc là không yêu thương gì thì cũng không cứ về hợp nhà, với mình. Không hợp thì về nhà thì mình có thể mà sum họp gia đình, mình có thể mình bàn lại, mình tính lại. Bởi vì bây giờ hiện nay thì bên ngoài đường đời, nói thật ra thì cuộc sống không giống cuộc đời. Đôi khi bé cứ suy nghĩ rất là đơn giản, cứ đi ra là sẽ gặp cái này cái kia, nhưng mà ở ngoài xã hội nó phức tạp, vô cùng phức tạp, các chiêu trò lừa đảo rất là nhiều. Và đặc biệt rằng cái nhan sắc, cái ngoại hình của bé rất là xinh xắn, nên rất dễ là gặp những cái điều không hay. Nên hy vọng rằng bé ở đâu đó thì hãy nhanh chóng quay trở về. Còn tới giờ phút này mà bé có thể là bị ai đó khống chế không cho về thì hãy thật bình tĩnh, tìm đủ mọi cách để liên hệ về số của các chú đội yểm sĩ người Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các chú cùng ngồi lại bàn bạc với gia đình để tìm cách, tìm hướng, lên kế hoạch để đưa bé quay trở về một cách an toàn nhất. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé sớm quay trở về một cách an toàn nhất. Hôm nay hai anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi hình cũng như là đăng tải câu chuyện tìm con cũng như là tìm cháu, đúng không ạ, lên khắp các trang mạng xã hội. Thì hôm nay hai anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con về cho gia đình không ạ? Có đồng ý không ạ? Đồng ý. Đồng ý mới tìm ra là thầy. Hai anh về đây là anh em giúp hoàn toàn miễn phí nhé. Tất cả mọi người về đây đều giúp miễn phí hết. Cũng cảm ơn đội hiệp sĩ Thanh Hải. Cảm ơn rất nhiều luôn. Cuối video này thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đặc biệt là chúc cho bà xã của anh nhanh chóng khỏe mạnh lại, và chúc cho đại gia đình của hai anh là thật nhiều sức khỏe. Và cái điều mà đặc biệt nhất là ngày mốt ngày hai thì con gái nhà mình sẽ quay trở về một cách bình an nhất nhé. Dạ, em xin phép chào hai anh. Cảm ơn đội hiệp sĩ Thanh Hải rất nhiều.